Vụ án Fanny Adams là một vụ án vô cùng chấn động tại Anh vào thế kỷ 19 và đối với mình thì vụ án này nó còn kinh khủng hơn cả cái vụ án thược dược đen về cái cách mà hung thủ ra tay. Nếu như muốn nghe toàn bộ câu chuyện thì hãy theo dõi đến cuối video nhé. Nhưng trước khi vào với vụ án ngày hôm nay thì mình là Nhi Nhi Creepy và mình muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến các bạn, những người đã luôn ủng hộ và giúp mình đạt 100.000 lượt đăng ký trên YouTube. Còn bây giờ thì vào việc thôi. Fanny Adams sinh vào ngày 30 tháng 4 năm 1858 trong một gia đình có cha, có mẹ và 4 anh chị em khác. Dưới Fanny có một cô em gái tên là Lizzie kém Fanny chỉ 1 tuổi và hai đứa trẻ này cực kỳ thân thiết với nhau. Gia đình họ sống trên đường Ten House phía bắc của Alton, nó là một thị trấn ở Hampshire, nước Anh và họ là những người dân bản địa ở đây với ông bà nội sống ngay ở kế bên nhà. Thị trấn Alton trước đây cũng chưa từng ghi nhận một vụ án đặc biệt nghiêm trọng nào cả. Vào năm 1867, cái năm mà vụ án xảy ra ấy, thì cô bé Fanny vừa tròn 8 tuổi. Cô được mọi người mô tả là xinh xắn, cao ráo, thông minh và vô cùng hoạt bát. Cô thậm chí có thể vẫy tay chào và mỉm cười với bất kỳ người nào đi qua đường ở trong thị trấn. Fanny có một người bạn thân tên là Minnie Warner, một cô bé bằng tuổi sống ở gần nhà. Và cứ thế thì Fanny, Minnie và cô em gái Lizzie hay đi chơi cùng với nhau. Và khoảng thời gian đó thì thị trấn Alton nổi tiếng với việc chuyên trồng và cung cấp hoa bia cho những nhà máy sản xuất bia ở nước Anh. Các bạn có thể hiểu nôm na là hoa bia là một loại cây có thể tạo được vị đắng cho bia ấy. Đó, thế nên là xung quanh thị trấn Alton có rất rất nhiều vườn hoa bia rộng lớn. Cụ thể hơn là ngay phía cuối con đường nhà Fanny đang sống thì có một đồng cỏ lớn, bao quanh đó là một dòng sông và một vườn hoa bia nằm ở ngay bên cạnh. Vào buổi chiều ngày 24 tháng 8 năm 1867 thì hôm ấy trời nắng nóng và hoàn toàn khô ráo. Và khoảng thời gian này thì Fanny, Minnie và cô em gái Lizzie đã xin phép mẹ của Fanny là bà Harriet để được phép đi chơi ở khu đồng cỏ. Bà Harriet dĩ nhiên đã đồng ý ngay vì lúc đó thì bà đang làm việc nhà và không muốn có đứa trẻ nào làm vướng chân vướng tay mình cả. Và hơn hết thì đám trẻ cũng đã thường xuyên đi chơi như thế, thế nên bà ấy chẳng có gì phải lo lắng hết. Và thế là ba đứa trẻ dắt tay nhau đi. Trong khi chúng đang đến gần khu vực vườn hoa bia thì chúng đã bắt gặp Frederick Baker, 29 tuổi, đang là một thư ký luật sư khá là có tiếng ở trong vùng. Anh ta vừa mới chuyển đến sống ở thị trấn Alton được khoảng hơn một năm nay. Ngày hôm đó thì Baker mặc một chiếc áo choàng dài, một chiếc quần dài sáng màu và đội một chiếc mũ chóp cao. Đối với lũ trẻ thì Baker không phải là một người lạ vì họ thường xuyên gặp nhau tại nhà thờ vào dịp cuối tuần. Baker sau đó đã đưa cho Minnie 3 xu rưỡi để đi mua kẹo với Lizzie và bọn trẻ cũng đã ngoan ngoãn nhận lấy. Thế nhưng mà Baker đã đưa riêng cho Fanny thêm một nửa xu nữa để cô bé có thể cùng hắn đến một ngôi làng gần đó. Fanny đã nhận nửa xu, thế nhưng cô bé từ chối đi cùng Baker. Thấy thế nên hắn đã bế thốc cô bé lên và đi thẳng về phía vườn hoa bia. Trong khi đó thì Minnie và Lizzie vẫn đứng ở đó để nhìn theo. Lúc đó là khoảng 1 giờ 30 phút chiều. Minnie và Lizzie đứng chờ ở đó một lúc, thế nhưng không thấy Baker đưa Fanny trở lại. Thế nên hai cô bé đã chạy trở về nhà để báo cho bà Martha Warner là mẹ ruột của Minnie. Nhưng trong thị trấn Alton lúc đó vô cùng yên bình, thế nên bà Martha đã nghĩ rằng chắc đám trẻ chỉ chơi đùa ở đâu đó và trốn nhau mà thôi. Khi hai đứa trẻ không thấy bà Martha tỏ thái độ gì nên chúng đã ngây thơ nghĩ rằng chắc cũng chẳng có chuyện gì tồi tệ xảy ra với Fanny được đâu. Thế nhưng mà họ đã lầm, đến 5 giờ chiều Fanny vẫn chưa thấy trở về nhà. Khi mẹ của Fanny là bà Harriet chạy sang nhà Minnie để hỏi thì bà Martha lúc này mới tá hỏa nhớ ra câu chuyện mà đám trẻ kể lúc chiều. Vậy là hai người phụ nữ đã hướng thẳng về phía vườn hoa bia. Trên đường đi tìm thì họ đã bắt gặp Frederick Baker ở ngay khu vực cổng vườn. Khi Minnie và Lizzie khẳng định chính Baker là người đã đưa Fanny đi thì hắn đã bình thản nói rằng hắn chỉ đưa cho đám trẻ tiền để mua kẹo ngọt mà thôi. Bà Martha lúc này đã nói nếu như anh nói dối thì chúng tôi sẽ báo cảnh sát. Thế nhưng mà hắn chỉ nhún vai trả lời rằng bà có thể làm bất cứ thứ gì bà muốn. Tại thời điểm đó thì Baker đang là một trợ lý luật sư khá là có tiếng, thế nên lời nói của hắn phần nào cũng khiến mọi người tin tưởng. Vậy nên hai người mẹ đã nhanh chóng trở về nhà và nghĩ rằng cô bé Fanny chỉ chơi loanh quanh ở đâu đó mà thôi. Cho đến tận 7 giờ tối vì quá sốt ruột, thế nên bà Harriet đã nhờ một vài người hàng xóm để đi tìm con gái mình ở khu vực vườn hoa bia. Thế nhưng mà lúc đó đã quá muộn, thứ đầu tiên họ tìm thấy chính là cái của Fanny. Và tiếp theo đó là nhiều bộ phận khác không còn nguyên trạng. Khi biết tin thì bà Harriet chỉ kịp báo tin cho chồng mình trước khi ngất lịm đi vì quá đau buồn. Còn cha của Fanny thì khi đó đang tham gia một trận đấu thể thao, đã ngay lập tức lao trở về nhà để lấy khẩu súng ngắn của mình. Ông ấy điên cuồng nói rằng sẽ đi đòi mạng cho con gái, nhưng thật may mắn là những người hàng xóm đã kịp giữ ông ấy lại trước khi điều tồi tệ khác xảy ra. Buổi tối hôm xảy ra vụ án thì đích thân giám đốc sở cảnh sát đã phải đến tận hiện trường để lấy một chiếc bọc. Và bên ngoài chiếc bọc ấy có ghi nhãn là các bộ phận của đứa trẻ.
Như mình đã nói rồi, mỗi thứ một nơi, kể cả quần áo, giày dép hay cả đôi mắt thì mãi vài hôm sau mới tìm thấy được. Và riêng đôi mắt thì được tìm thấy ở tận ven con sông lớn ở bên cạnh cái vườn hoa bia đó. Khi biết được tin Ferric Baker đã ở gần đám trẻ trước khi Fanny bị mất tích, thì cảnh sát đã ngay lập tức tìm đến văn phòng luật sư nơi hắn đang làm việc. Lúc đó là khoảng 9 giờ tối, đáng lẽ là hắn đã tan làm được hơn một tiếng rồi, thế nhưng hôm đó thì hắn vẫn còn đang ở văn phòng. Baker đã thông báo hắn chính là nghi phạm duy nhất trong vụ án nghiêm trọng này. Thế nhưng mà dĩ nhiên là hắn đã liên tục phản đối mọi cáo buộc và khẳng định mình vô tội. Nhưng hầu hết cảnh sát và dân chúng đã nghĩ rằng hắn chính là con quỷ đã làm điều đó với cô bé Fanny. Đến mức mà cảnh sát buộc phải đưa hắn về đồn theo lối cửa sau vì họ sợ rằng đám đông quá khích ở cửa trước sẽ giết chết hắn trước khi phiên tòa xảy ra. Khi trở về đồn và được đưa vào điều tra thêm thì cảnh sát dễ dàng phát hiện ra cổ tay áo sơ mi và chiếc quần dài sáng màu của Baker dính đầy máu. Ủng tất và ống quần của hắn ta cũng đã ướt nhẹp. Khi được hỏi thì hắn chỉ thờ ơ nói rằng đó chỉ là thói quen đi vào vũng nước khi đi dạo của hắn mà thôi. Và hắn còn hỏi một câu giống như là chế giễu cảnh sát là chắc tôi sẽ không bị buộc tội vì thói quen đó đâu, phải không? Thế nhưng mà khi được hỏi về vết máu thì hắn lại không có một lời giải thích nào hết. Thêm những bằng chứng khác nữa là cảnh sát đã tìm thấy hai con dao nhỏ trên bàn làm việc của Baker, một chiếc có dính máu và chiếc còn lại thì không. Các nhân chứng khác nói rằng Ferric Baker đã rời khỏi văn phòng luật sư vào lúc 1 giờ chiều và quay trở lại vào lúc 3 giờ 25 phút, rồi sau đó lại đi ra ngoài cho đến 5 giờ 30, tức là vào buổi chiều hôm đó, hắn đã có hai lần vắng mặt tại văn phòng luật sư. Các bạn còn nhớ cái chi tiết mà mình đã đề cập là khoảng hơn 5 giờ thì bà Martha và Harriet có đi tìm con gái và đó là lúc họ bắt gặp Baker đang ở ngay gần vườn hoa bia không? Và đó, từ đó thì một câu hỏi được đặt ra là liệu có phải Baker đã ra tay với Fanny trong lần vắng mặt đầu tiên và lần thứ hai thì hắn đã quay lại hiện trường với mục đích là để hủy hoại cơ thể nạn nhân hay không? Một đồng nghiệp của Baker ở văn phòng luật sư có nói rằng vào khoảng 6 giờ tối ngày hôm đó thì hắn còn nói chuyện phiếm với mọi người về việc đã gặp hai người phụ nữ hỏi về việc Fanny bị mất tích. Hắn thậm chí còn bộc lộ niềm thương xót rằng tôi sẽ rất là khó xử nếu như cô bé đó bị sát hại. Nên nhớ rằng lúc 6 giờ Fanny vẫn chưa được tìm thấy, vậy thì tại sao hắn lại có cái phát ngôn đó? Có phải là do hắn đã lỡ miệng hay không? Chưa hết, sau 6 giờ thì Baker cùng đồng nghiệp có đi đến một quán nước để trò chuyện. Lúc này thì hắn đã nói rằng có lẽ sẽ rời thị trấn vào khoảng thứ hai tuần sau. Đồng nghiệp nói rằng có thể Baker sẽ gặp khó khăn trong việc tìm công việc mới thì lúc này hắn đã trả lời rằng có thể tôi sẽ đi làm đồ tể. Đồ tể tức là nghề mổ động vật như là lợn, trâu hay bò đó mọi người. Các bạn có thấy câu trả lời đó của hắn có nhiều nghi vấn hay không? Vài ngày sau thì cảnh sát lại tiếp tục tìm thấy trên bàn làm việc của hắn có một cuốn nhật ký cá nhân. Tại đây thì có vẻ như hắn đã để lại một dòng thú tội ngay trước khi bị cảnh sát bắt đi. Nội dung của nó như sau. Thứ bảy, ngày 24 tháng 8, giết một cô gái trẻ. Nó thú vị và ấm nóng. Thế nhưng mà tại phiên tòa thì Baker đã khẳng định hắn chỉ viết câu đó khi say mà thôi. Những ngày sau khi bị bắt thì thái độ của Ferric Baker vẫn hoàn toàn bình thường, cứ như thể là hắn đã thực sự vô tội vậy. Không có bất cứ một dấu hiệu nào của sự mất trí hay là hối hận. Và khi được hỏi thì hắn chỉ lặp đi lặp lại một câu duy nhất rằng không thưa ngài, tôi hoàn toàn vô tội. Tuy thế, vào ngày 19 tháng 10 năm 1867 thì hắn vẫn được chuyển đến nhà tù ở Winchester. Trong khi đó thì vụ án vẫn tiếp tục được điều tra. Luật sư bào chữa của Ferric Baker vẫn vin vào cái cớ rằng hai chiếc dao nhỏ được tìm thấy ở bàn làm việc của hắn không thể nào là vũ khí được. Vì nếu có thì hung thủ chắc hẳn phải dùng một thứ vũ khí gì đó lớn hơn. Cho đến tháng 10 năm đó, tức là 2 tháng sau khi vụ án xảy ra, thì một cậu bé ở gần nhà Fanny đã xuất hiện với tư cách là nhân chứng. Cậu bé nói rằng vào khoảng 2 giờ chiều cái hôm mà Fanny bị sát hại, thì đã thấy Baker bước ra từ vườn hoa bia với quần áo dính đầy máu. Sau đó thì ông ta đã đi đến gần bờ sông, bình tĩnh rửa sạch chân tay và lau quần áo bằng một chiếc khăn tay, rồi sau đó để con dao nhỏ và một thứ vũ khí không xác định khác vào túi của áo choàng. Cậu bé đã kể chuyện này với mẹ mình ngay thời điểm đó, thế nhưng bà ấy đã không khai báo cho cảnh sát mà lại đi kể ở một quán rượu địa phương khoảng 2 tháng sau khi vụ án xảy ra. Khi biết tin thì cảnh sát đã ngay lập tức cho tìm kiếm toàn bộ khu vực trong khoảng 16 ngày. Thế nhưng mà không có bất cứ một thứ vũ khí nào được tìm thấy nữa. Có thể là chúng đã bị dòng nước cuốn đi xa rồi. Cùng thời điểm đó ở nhà tù Winchester thì Baker được cho là một người vui vẻ và hòa đồng. Hắn vẫn không ngừng khẳng định rằng lương tâm hắn hoàn toàn trong sạch. Hắn thậm chí còn luôn cầu nguyện vụ án mau chóng được phá giải và hy vọng cảnh sát sớm tìm được hung thủ. Khác với thời điểm hắn bị giam ở nhà tù địa phương, ở đó thì hắn luôn nằm mơ thấy ác mộng và liên tục nôn mửa khi nhìn thấy món thịt. Thì ở đây, ở nhà tù Winchester thì hắn lại ăn ngủ nghỉ rất là ngon.
Tội thì vẫn cứ chối, thế nhưng bằng chứng từ những nhân chứng thì không thể nào chối cãi được. Vải thưa thì không che được mắt thánh, thế nên vào ngày 5 tháng 12 năm 1867 thì bồi thẩm đoàn đã phán quyết Frederick Baker có tội. Hình phạt của hắn là treo cổ thị chúng trước nhà tù Winchester vào lúc 8 giờ sáng ngày Giáng sinh năm 1867. Sau khi hành quyết thì người ta phát hiện ra rằng Baker đã lén để lại di thư cho cha mẹ của Fanny. Trong bức thư thì hắn đã bày tỏ nỗi buồn và sự ân hận sâu sắc về tội ác mà hắn đã phạm phải. Bia mộ của cô bé Fanny Adams đáng thương đã được dựng nên bởi trung tâm cộng đồng và nó mới được trùng tu lại khoảng vài năm trước. Trong bức hình là người bạn thân Minnie Warner và cô em gái Lizzie của cô. Và cho đến tận ngày nay thì ngôi mộ vẫn còn tồn tại trong nghĩa trang thị trấn trên trục đường Old Oldham. Và đó là tất cả những gì mình tìm hiểu được cho vụ án của Fanny Adams, một vụ án rất cũ và mình nghĩ rằng cũng có rất ít người biết về nó. Vì hiện tại thì mình chưa tìm thấy được một bài báo tiếng Việt nào viết về vụ án này cả. Các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký kênh Nhi Creepy để mình có động lực làm video mới mỗi ngày. Và một lần nữa thì mình xin cảm ơn chân thành về 100.000 lượt đăng ký ở trên YouTube. Các bạn cũng đừng quên nhắc tên mình trong những video về vụ án xu hướng ở trên TikTok nhé. Còn bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.